Mình xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh nấu ăn của mình nha. Hôm nay mình sẽ mời tất cả các bạn vào bếp cùng mình làm cái món bánh lá. Bánh lá mình ăn kèm với nước cốt dừa béo ngậy luôn. Món bánh này là một món bánh tuổi thơ của rất là nhiều người. Bánh dân dã nhưng mà rất là ngon luôn đó. Cách làm thì vô cùng đơn giản. Nếu thích thì mình mời tất cả các bạn vào bếp cùng mình thực hiện cái món bánh lá này nha. Thì để làm cái món bánh này thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một lon gạo. Gạo này thì mình đem ngâm qua đêm nha. Sáng hôm sau mình sẽ vo lại cho sạch. Đây là cái lá mình đã rửa sạch rồi để mình chuẩn bị làm bánh nha. Mình cho gạo vào máy xay sương tố nha. Và lá đó mình cũng sẽ cho vào luôn. Sau đó mình sẽ xay. Mình xay khoảng từ 5 tới 6 lần để cho cái hỗn hợp này thật là mịn nha. Gạo lúc này mịn nè, bây giờ mình sẽ cho vào một cái túi lọc nha. Và mình để khoảng 1 tiếng để cho cái phần nước bên trong nó gõ xuống hết luôn. Ở đây thì mình có chuẩn bị một tô nước cốt nhất nè. 2 muỗng cà phê bột năng. Mình sẽ đi thắng nước cốt nha. Mình cho nước cốt vào trong cái nồi. Còn cái phần bột năng á, mình sẽ cho nước vào mình quấy đều lên nha. Và mình cho phần bột năng vào trong cái nồi nước cốt luôn. Mình cho vào đây một chút xíu muối. Khoảng 3 muỗng cà phê đường nha. Bây giờ mình sẽ đem cái nồi nước cốt dừa lên bếp mình nấu với lửa vừa thôi. Đây là cái phần bột hồi nãy giờ đó mình cho vào trong túi lọc nó cũng đã khô rồi. Các bạn nhớ mình chừa lại một ít nước nha. Để cho cái phần bột mình khi làm bánh nó sẽ mềm á, đừng có để khô quá. Mình sẽ nêm vào đây một chút xíu muối. Khoảng 3 muỗng cà phê đường nha. Mình cho vào đây khoảng 1 muỗng canh bột năng nha. 2 muỗng canh bột nếp. Sau khi mình cho vào thì mình sẽ nhào cái phần bột này cho nó đều và mịn nha. Khi các bạn nhào mà thấy bột khô quá thì mình có thể cho một ít nước vào để phần bột nó mềm. Thì bánh lúc này mình làm nó sẽ ngon hơn. Bột thì mình thấy được rồi đó. Quay lại cái nồi nước cốt dừa nãy mình thắng nè. Mình sẽ nấu đến khi nào mà nồi nước cốt dừa nó kẹo lại là được nha. Lúc này là mình thấy nó kẹo rồi, mình có chuẩn bị một ít hành lá đó. Hành lá mình cũng sẽ sắc nhỏ và mình cho vào luôn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Bây giờ mình sẽ đi nắn bánh nha. Và mình cho vào nồi hấp. Thì mình bắt một cái nồi nước lên trước á. Mình chuẩn bị một ít lá mít. Thì lá mình cũng đã rửa sạch rồi. Các bạn chuẩn bị một ít dầu ăn để thoa lên lá nha. Để khi mình nắn bánh thì bánh nó sẽ dễ lột hơn. Mình sẽ ngắt một ít bột mình cho lên lá. Mình nắn với cái lượng bột mỏng thôi. Sau khi mà mình nắn xong đó, mình sẽ cho bánh vào nồi mình hấp nha. Và bánh này hấp rất là mau chín luôn, khoảng 5 phút là bánh chín rồi. Bây giờ bánh chín rồi, mình sẽ gấp ra nha. Bánh có màu đen rất là ngon luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình hấp nha. Mình sẽ cho từng cái lá bánh vào mình hấp. Xong rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, hấp trong 5 phút nữa. Bây giờ mình sẽ đi gỡ bánh nha. Bánh mình gỡ rất là dễ luôn nè. Các bạn có thể để bình thường hoặc mình cuốn tròn lại. Bánh lá là một món bánh rất là ngon.
Cách làm thì vô cùng đơn giản và nhanh nữa. Nếu có thời gian thì các bạn vào bếp mình cùng thực hiện cái món bánh lá này mình đãi cho gia đình mình. Mình cũng đã hoàn thành xong cái món bánh lá rồi. Bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Trang một ít nước cốt dừa lên bánh nha. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn nè. Bánh rất là ngon luôn các bạn, bánh nó mềm, dẻo và cái phần nước cốt thì béo và thơm nữa. Ngon lắm luôn các bạn ơi, bánh này mình ăn nó không có bị ngán luôn đó. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé các bạn. Mình xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nha.